Ok, hôm nay mình bắt đầu livestream. Anh Việt à? Em livestream cho mọi người về cách làm mát thủ tục. Chia sẻ đi mọi người, chia sẻ đi. Chia sẻ để càng nhiều người xem càng tốt. Để mình chia sẻ về cách làm mát thủ tục của ngày hôm nay. Like và chia sẻ nhá. Chia sẻ cho nhiều người xem hơn. Chia sẻ cho nhiều người xem hơn. Vì vấn đề về củ lục thì nó làm tắc thì rất chi là nhiều rồi, nóng mà tắc rất nhiều. Nhưng mà để sử dụng củ tốt, để sử dụng tốt được bền được lâu thì rất ít người biết. Thế hôm nay mình muốn chia sẻ rất nhiều cách có thể làm cho mát củ lục. Mọi người hãy cứ like và chia sẻ đi. Một chút nữa khi mà đủ 50 người xem thì mình sẽ chính thức nói về cách làm nào để mát củ lục. Bao giờ đủ 50 người xem, 50 người xem mình sẽ chia sẻ về cách làm mát của đồ. Thì nếu như không có 50 người xem thì cũng là một video bình thường thôi. Thì khoảng 5 phút nữa mình sẽ bắt đầu chia sẻ. 5 phút nữa, như hôm qua mình có nói là mình sẽ chia sẻ về làm mát của đồ. 5 phút nữa mình sẽ chia sẻ về cách làm mát của đồ này. Có trong lúc chờ có ai muốn chào gì không nhỉ? Có ai muốn nói chuyện, muốn chào gì không nhỉ? Bây giờ là 9:26. Một chút nữa đúng 9:30 mình sẽ bắt đầu chia sẻ về cái này. Đúng 9:30 sẽ chia sẻ về rất nhiều cách để làm mát củ đục mà không bị nóng nữa. Cái này thì tất cả mọi người ai đều gặp phải rồi. Anh Tuệ đang xem à? Anh Thùy à? Có ai muốn chào gì không nhỉ? Có muốn nói câu gì chào nhau không nhỉ? Khó quá bỏ qua, chào bạn. Chào bạn nhé. Trần Trang à? Trần Trang xem. Mọi người xem rồi tốt lắm. Mọi người like và chia sẻ cái này giúp mình nhé. Để nhiều người xem hơn, nhiều người biết hơn đến cộng đồng. Cái này cộng đồng càng nhiều biết càng tốt. Trung à? Trung khỏe không Trung ơi? Trung Nguyễn đang xem này. Trung khỏe không? Lâu ghê rồi. Chào anh Thùy nhá. Hôm trước vào nhưng mà tiếc ghê không được gặp anh. Hôm trước em vào trong Đồng Nai mà tiếc quá không được gặp anh. Hoàng Hùng à? Chào anh. Chia sẻ giúp em nhé, mọi người like và chia sẻ giúp em nhé, để cho video này biết được gặp đến càng nhiều người hơn, càng nhiều người biết càng tốt. Like và chia sẻ giúp em. 3 phút nữa em sẽ bắt đầu chia sẻ về một số cách để có thể làm mát được củ đục. 3 phút nữa video sẽ bắt đầu. Chờ thêm ít nữa để có thêm người xem luôn, thì đằng nào cũng là một công một thể mà. Vì bây giờ chúng ta có thể giao lưu với nhau. Lâu lâu anh em không nhìn thấy nhau có thể đặt câu hỏi cho em. Ai cũng có thể đặt câu hỏi cho mình nhá. Có người gọi mình đành phải tắt rồi. Có người cũng gọi đến mình đành phải tắt rồi. Có ai muốn có câu hỏi gì về máy CNC không nhỉ? Có câu hỏi bất cứ cái gì hay là nói chuyện phiếm thôi cũng được. Ai có nói chuyện phiếm về bất cứ một lĩnh vực gì cũng được. Anh Linh à? Nguyễn Văn Linh cũng đang xem ạ. Có ai gọi mình cũng phải tắt liên tục. Ai có thể chia sẻ video này giúp mình, chia sẻ video giúp mình. Khoảng độ một chút nữa thôi, khoảng độ 2 phút nữa video sẽ bắt đầu. 2 phút nữa sẽ bắt đầu nói chuyện về cách làm nào để làm mát của đồ. Làm mát của đồ. 2 phút nữa video sẽ bắt đầu. Nhiều vậy. Thì nữa mình sẽ gọi lại. Văn Linh, cô con biển. Con cua biển chuẩn bị lên chứ anh ơi. Anh Điền ơi. Anh Điền có nghe thấy thì chào một câu thế nào. Có ai muốn chào nhau thì chào một vài câu đi xem nào. Chào đi, ai nói xin chào xem nào. Anh Linh đang ở đâu đây? Em tưởng anh có rượu cần của anh cơ. Có ai muốn nói gì không? Nói gì cùng nhau một chút thôi. Gọi lúc này không thể nghe được rồi. Hello. Mình sẽ không nghe video mà. Một phút nữa video sẽ bắt đầu. Đúng một phút nữa.
Một phút nữa mình sẽ bắt đầu cái video livestream này. Và trong lúc livestream thì mọi người ai có câu hỏi cứ đặt câu hỏi bình thường, mình sẽ trả lời liên tục. Cứ ai comment là mình vẫn nhìn thấy mà, comment là mình sẽ nhìn thấy ngay lập tức. Ờ, hôm nay em bận anh Điền ạ, hôm nay gia đình em có việc, em chỉ livestream một lúc thôi, chắc em livestream một chút thì em về nhà ăn cơm ấy. Em cũng có việc mà. Em không xuống anh được. À đúng không? Bây giờ sẽ đã là 9:30 và mình sẽ bắt đầu cái livestream này. Mình sẽ bắt đầu chia sẻ cái livestream về làm mát cổ đục. Thì đầu tiên nếu như mà các bạn mà muốn cái cổ đục của mình mát á, thì trước hết nguồn nước của các bạn là đều phải là nguồn nước tốt ạ. Trước hết nguồn nước của mình là nước sạch, nước không đóng cặn. Còn nếu như mà nước có đóng cặn thì sao? Nếu như mà nước của gia đình mình có đóng cặn thì các bạn trước khi vào cổ đục, đây này, đây là đường nước vào cổ đục này. Nếu như mà đường nước này mà có đóng cặn thì trước khi vào cổ đục bạn nên qua một cái lọc. Thì cái lọc này có bán ở thị trường rất nhiều. Cái lọc này có bán ở thị trường rất nhiều. Bạn có thể mua ở các cửa hàng về những cái đồ như nước, bình nước, quạt ấy, thì nó bán rất nhiều. Các bạn có thể mua để trước cái đường vào của cổ đục, lọc trước đi. Sau đấy thì nó vào cổ đục thì nó mới bền. Đấy. Còn nếu như mà đó là trong trường hợp nước đóng cặn thì bạn có thể lọc, nước sạch rồi thì mình không vào, nhưng nước đóng cặn rồi thì các bạn phải lọc. Còn nếu như mà có rất nhiều người họ sử dụng nước két làm mát của ô tô thì cũng rất tốt. Nếu như mà dùng được cái đấy thì là tốt nhất. Nước két màu xanh mà dùng qua cái két làm mát. Không nghĩ là hôm nay có một số lạ gọi cho mình nhiều như lạ như vậy lạ. Và khi mà làm như thế thì nó khá ổn rồi. Dùng nước két đấy, mình xin lỗi bị gián đoạn một chút, là dùng nước két màu xanh của ô tô để sử dụng cho cũng làm mát cổ đục cũng là một ý kiến rất hay. Đó là ba cách. Cách thứ nhất là nước sạch sẵn này. Cách thứ hai đó là sử dụng lọc này. Cách thứ hai là sử dụng lọc này. Cách thứ ba đó là sử dụng nước xanh, nước két ô tô, nước xanh. Đó là ba cách cho nguồn nước tốt đã. Trước hết nguồn nước của mình là phải là nguồn nước tốt. Đấy. Đó là ba cách để nói về nguồn nước. Còn sau đó thì sao? Anh có số của anh. Ok. Và cách thứ hai đó là mỗi khi mà nguồn nước của mình bị tắc thì thông thường mọi người hay lấy súng xì để xì vào đây. Thông khi mà nguồn nước tắc mọi người hay lấy súng xì để xì vào cái đầu này. Nhưng mà đó không phải là một cách tối ưu. Mình khuyên các bạn đó không phải một cách tối ưu, các bạn cần phải thay gioăng nước ở ngay phần trong này. Hôm nọ có một anh ở Hà Nội, anh ấy có alo cho mình, nó là Phúc ơi, cái củ của anh nó bị tắc, anh xì mãi nó không hết được. Không hiểu hết được thì làm thế nào nhỉ Phúc nhỉ? Thì cái này thì mình có nói mấy đấy là phải thay gioăng. Ở đây thì các bạn nhìn thấy này, ở đây có bốn con ốc, có bốn con ốc 1, 2 và 4. Bốn con ốc này chỉ cần tháo bốn con ốc này ra thì mình sẽ nhìn được rất rõ ràng ở trong có gioăng bên trong. Đây thì mình sẽ tháo thử một cái cho các bạn xem. Ở đây mình cũng là chuyên sửa củ rồi, đồ đạc của mình rất là nhiều. Ở đây các bạn nhìn thấy ở đây có bốn con ốc này, mình sẽ tháo bốn con ốc này ra. Mình tháo bốn ốc này ra. Rồi mình đã tháo xong bốn ốc. Thì ở đây có hai cái gioăng này. Ở đây có hai cái gioăng nước.
Nếu như mà thấy củ tắc thì mình phải nhanh chóng ngay lập tức mình nên thay gioăng đi, đừng nên dùng súng gì nhiều, nên thay gioăng đi luôn. Đây, đây là cái gioăng của họ mình vừa tháo ra đây. Nếu như mà nó tắc ngay lập tức thay gioăng đi, không để lâu ngày, không nên cố xì nhiều làm gì, nhiều lần mà sáng nào các bạn cũng phải xì mà rất vất vả và mệt mỏi. Sau đấy mình chỉ cần thay hai cái gioăng này, trong biến gioăng này không có gì nhá, nước vào hay có vấn đề gì không vấn đề, trong này rất an toàn. Thì ở đây nó còn một cái lớp bụi nữa, để có một lớp chống bụi nữa cơ, nên mình cứ thoải mái đi, mình cứ tháo ra thay gioăng thoải mái, không cần phải ngại là tháo búa này ra nó có hỏng hay không gì. Tháo búa này không ảnh hưởng gì đến củ cả, các bạn vô tư thoải mái tháo, không bao giờ hỏng được củ. Xong lắp lại bình thường, lắp lại rất đơn giản bình thường. Đó cũng là một trong số các cách thôi. Còn mình có một cách nữa mình muốn chia sẻ đến cụ thể thì bây giờ, đó là một cách mà dạo này mình làm rất nhiều người thay gioăng này, thay nước sạch, nó chỉ là một số cách thôi. Bây giờ mình có một cách đặc biệt, một cách đặc biệt giúp cho nước nó luôn luôn mát. Thì bây giờ trước khi đến cái cách đặc biệt để mà giúp cho nước luôn luôn mát đấy, các bạn có thể like và chia sẻ giúp mình, like và chia sẻ video cho nhiều người biết hơn. Chờ mình một chút, like và chia sẻ video đi để càng nhiều người biết càng tốt. Chia sẻ video này đi. Để bây giờ mình sẽ nói đến cái cách tối ưu nhất dành cho làm mát củ đục. Ngoài việc sử dụng két nước màu xanh này, ngoài việc thay gioăng hàng ngày này, thì còn một cách cực kỳ tối ưu nữa. Và bây giờ mình sẽ nói đến cách tối ưu đấy. Thì trước hết là các bạn hãy like và chia sẻ đi cho nhiều người biết, càng nhiều người biết càng tốt. Thay gioăng định kỳ khoảng độ 3 tháng một lần mình thay gioăng, và luôn luôn sử dụng nước sạch thì củ đã luôn luôn mát rồi. Nhưng mình có một cách nữa để cho củ nó mát được nhiều hơn và lâu hơn, cho củ nó mát được lâu hơn rất nhiều. Thì bây giờ mình chuẩn bị để mình sẽ nói với các bạn, có thể like và chia sẻ giúp mình một chút đi. Mình nghỉ một chút, like và chia sẻ giúp mình thì mình sẽ nói cái video này, mình sẽ nói về cách làm mát củ đục. Tại sao mình là một người bảo hành củ đục rất nhiều, cuộn điện này, ruộng này, bi này. Mình phải làm rất nhiều hàng ngày, nhưng mà vẫn toàn là tăng nước thôi, mình cứ phải làm đi làm lại thì mình cũng phải chia sẻ cho mọi người để mình đỡ phải bảo hành nhiều hơn. Thế cái như vậy thì hết một năm bảo hành thì máy đục trong một năm bảo hành nó khó hỏng lắm, nên các bạn nên nghĩ như là như vậy. Hết một năm thì nó sẽ ra rất nhiều vấn đề. Ok, cái này video này thì sẽ phải cho nó cao lên một chút để mình nói về cái làm mát này. Đây, các bạn nhìn thấy này, các bạn nhìn thấy